Thôi nói, rốt cuộc ngươi điều tra tới đây rồi. Ta đã sớm nghi ngờ ngươi, thật không ngờ lại trúng ám tiễn của ngươi. Ta biết là nếu như không phải ngươi đắc ý trọng thưởng với võ công của Âu Dương Đức người, sao lại dễ dàng để ta phóng trúng ám khí. Nhưng mà thứ đồ mà ngươi muốn sớm đã bị ta lấy đi rồi. Bớt nói đi, đưa thuốc giải đi. Hả? Còn chạy? Ta đã chạy xa tới như vậy, cho dù ngươi có ra tay với ta, ta cũng không đánh trả. Ngươi biết tại sao lại như vậy không? Bởi vì ngươi giờ đã động chân khí, độc tố sẽ nhanh chóng theo máu của ngươi chảy tới toàn cơ thể, độc của ngươi sẽ phát tác nhanh hơn nữa. Ngươi cách giờ chết không còn xa. Tiếp theo đây, ngươi nhìn kỹ ta là ai. Yêu quái? Ta không phải là yêu quái, ta là ma dương, ta là ma đầu thống lĩnh địa ngục. Âu Dương Đức, ngươi chẳng qua chỉ là một lê dân bá tánh bình thường, lại dám làm kẻ địch với ma dương ta, ngươi chết chắc rồi. Bất kể ngươi là ai, hôm nay ta phải băm sát ngươi ra thành trăm mảnh. Đi mau, nhanh, nói rốt cuộc ngươi là ai, còn không lộ mặt ra. Chạy cũng nhanh lắm. Lúc nãy Âu Dương Đức đánh nhau với hắn ta, hình như lực đạo có chút khác thường. Có chuyện gì vậy? Dương Đức, ngươi giết cả nhà ta, hôm nay ta phải bắt ngươi nợ máu trả máu. Nè, cô đừng có đi. Nè. Đại sư huynh,
Đại sư huynh, đại sư huynh, anh ta sao vậy? Hồi nãy huynh ấy bị tên mặc áo đen kia đánh lén rồi. Cô chăm sóc hắn đi, ta đuổi theo cái tên đó. Đại sư huynh, có ai ở đó không? Mau tới đây đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại giết Âu Dương Đức? Bất kể thế nào, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi. Ta phải báo thù cho Âu Dương Đức. Người này rốt cuộc là ai? Võ công cao cường tới vậy? Mình ra tay liên tiếp, hắn ta chỉ tránh mà không đánh lại. Nếu như hắn ta mà đánh trả, mình không phải là đối thủ của hắn. Âu Dương Đức. Đại nhân, có phải bây giờ người tới Quyền Nha hay không? Đại nhân, mình đại nhân. Đại nhân. Bạch cô nương, có chuyện gì? Bạch cô nương không sao chứ? Đại nhân, đại sư huynh tôi hiện giờ. Bạch cô nương, có chuyện gì? Cô từ từ nói. Tối qua đại sư huynh tôi đã bị đánh lén. Tôi cũng không biết là huynh ấy bị làm sao, đã lấy đao tự chém vô tay mình. Cái gì? Ngài ấy tự chém vô tay mình sao? Không chỉ là như vậy, lúc đó có một người áo đen xông vô phòng đâm huynh ấy liên tục mấy nhát. Giờ Bạch cô nương mau nói đi, Âu Dương Thiên Sinh giờ sao rồi? Giờ huynh ấy đã bất hạnh qua đời ở nhà trọ rồi. Hả? Đại nhân, người không sao chứ? Đại nhân, Âu Dương Thiên Sinh, Âu Dương Thiên Sinh. Bạch cô nương, cô nhanh đưa bản quan đi tới chỗ của Âu Dương Tiên Sinh ngay đi. Đại sư huynh ơi, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, sao huynh lại chết thảm như vậy chứ? Đại sư huynh. Âu Dương Tiên Sinh, nước mắt của ta sao lại rơi trong bi thương? Tất cả kỳ vọng đều tan thành tro trong mắt nàng. Tiếng tiều dưới trăng vang lên tiếng dở thâm trầm. Một chén rượu bay trong cát. Ánh đao đường kiếm định hình vẻ đẹp đời của nàng. Mê đắm trong mơ gặp tình nhân mấy lần, không màng mọi chuyện, bỏ mặt gian khổ. Chữ tình ai có thể tránh được mà không đau? Nước mắt ta bay vì ai? Nước mắt ta dâng cho ai? Ai vì ai mà tiều tụy? Nước mắt ta bay vì ai? Đại nhân, Âu Dương Tiên Sinh, lần này Tiên Sinh đi, bách tính đau buồn, mất người chính nghĩa. Bụng quanh cũng đau buồn vì mất đi một người bạn tốt giống như Tiên Sinh. Đại sư huynh, đại nhân, Âu Dương Tiên Sinh, sao huynh ấy lại chết thảm như vậy? Đúng vậy, Âu Dương Tiên Sinh, võ công ngài ấy không phải rất cao cường sao?
Tôi cũng không biết tối hôm qua đại sư huynh trúng phải thứ ám khí gì. Đại nhân, quả nhiên là giống với tôi, trúng kim độc làm sinh ra ảo giác. Thật sự không ngờ cho tới Âu Dương tiên sinh cũng bị trúng ám khí. Mọi người không biết cái tên mặc đồ đen đó ác cỡ nào đâu. Lúc hắn cầm đao đâm vô đại sư huynh tới mấy nhát. Sau đó lúc tôi vội chạy tới đây thì tên mặc đồ đen đó đã chạy mất. Đại sư huynh tôi nằm dài ở trên bàn, đã thành bộ dạng như bây giờ rồi. Âu Dương Đức, cho dù chúng ta không hợp nhau, nhưng mà ở trong lòng ta, ta vẫn kính trọng huynh là một hảo hán chân chính. Huynh yên tâm, hôm nay ta xin lập lời thề trước mặt huynh, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ báo thù cho huynh. Âu Dương tiên sinh, huynh cứu ta biết bao nhiêu lần, ta vẫn chưa kịp báo đáp ơn của huynh. Thật không ngờ huynh lại ra đi sớm như vậy. Huynh yên tâm đi, chúng tôi nhất định hợp sức lại bắt cho được tên hung thủ đó, báo thù cho huynh. Đa tạ mọi người, đa tạ mọi người. Như Sơn cô đương, cô cũng đừng quá đau lòng. Nói đúng ra thì chuyện của Âu Dương tiên sinh bị hại là chỉ muốn bắt được hung thủ giết chết Thường đại nhân thôi. Đây là cái chết vì việc công. Mạnh Hưng, có mang thi thể của Âu Dương tiên sinh khiêng về quyền nha. Ta muốn làm linh đường cho quân ấy ở trong quyền nha, để Âu Dương tiên sinh được người tế bái. Đại sư huynh, cái gì? Âu Dương Đức chết rồi à? Cái tình đáng chết này cuối cùng cũng đã chết rồi. Cuối cùng thì mối họa trong lòng lão phu cũng đã được giải quyết rồi. Dương gia, hắn ta đang ở mật thất chờ ngài. Tốt lắm, cửu nương, truyền mệnh lệnh của bổn dương, dương phủ của chúng ta sẽ thiết đãi yến tiệc 3 ngày. Nhưng mà Dương gia, cửu nương còn có một chuyện muốn nói cho ngài biết. Nói. Theo tin tức mà thuộc hạ nghe được, Âu Dương Đức chết ở trong khách điếm. Bành Bằng đem thi thể của hắn về để trong quyện nhà, bày ra linh đường để người tới bái. Hả? Làm vậy còn thể thống gì chứ? Đó là công đường của nhà Thanh ta, sao có thể để cho bách tính bình dân tới để cúng bái chứ? Dương gia bớt giận, Bành Bằng nói Âu Dương Đức là vì đi điều tra về cái chết của lại bộ đại nhân Thường Luân, cho nên Âu Dương Đức cũng coi như cũng vì diệt công mà chết, cho nên mới đặt linh đường của hắn ở huyện nhà. Tôi nghĩ Dương gia cũng nên tới giếng một lần đi. Cửu nương à, ta là hoàng thân quốc thích, sao có thể đi cúng giếng bá tánh bình dân được hả? Huống hồ gì hắn ta là kẻ thù của lão phu đó. Tôi biết chứ, nhưng mà nếu Dương gia người nhất định không tới đó giếng, làm sao biết hắn chết thật hay là giả chứ? Cửu nương nói cũng rất có lý. Lão phu sẽ đi giếng hắn vậy. Chuyện mà ngươi nói tới
bổn vương cũng đã biết rồi. Đúng là rất tốt. Ngươi không chỉ đã giải quyết mối họa thường luân trong lòng bổn vương, hơn nữa Âu Dương Đức cũng đã chết trong tay ngươi. Đúng là khiến ta thoải mái mà. Nhưng mà tên Bành Bằng vẫn chưa trừ được. Âu Dương Đức ngươi còn trừ khử được, còn lại tên Bành Bằng có thể làm nên chuyện gì được chứ? Bổn vương sẽ nghĩ ra cách để trừ khử hắn ta. Ngươi sẽ lập được công lớn. Vật trong hộp này ta thưởng cho ngươi đó. À đúng rồi, không lẽ tới bây giờ mà vẫn chưa tìm ra chứng cứ của Thường Luân về bổn vương ở đâu sao? Tên Thường Luân tuyệt đối sẽ không nghe theo lời đồn đại mà tới Tam Hà huyện để điều tra bổn vương. Trong chuyện này nhất định có bí mật. Không lẽ là hắn đem vật đó giao cho Lỗi Kỳ rồi? Thế này đi, ngươi hãy nghĩ ra cách giết chết tên Lỗ Kỳ đó cho ta. Ngươi đi đi. Âu Dương Đức cũng chết rồi, không có lý do không đem đồ tìm được giao cho bổn vương. Được, cứ làm theo ý của cụ nương đã nói. Bổn vương ta đích thân đi Tam Hà huyện nha một lần, coi thử tên Âu Dương Đức rốt cuộc là còn sống hay là đã chết rồi. Âu Dương Đức chết rồi sao? Cô gạt ta. Âu Dương Thiên Sinh là một kỳ nhân, sao lại có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Ta không tin. Tin hay không tùy ngươi, chỉ là bây giờ ngươi không thể ra ngoài. Nếu không ngươi cũng có thể tới huyện nha coi thử. Nghe nói Âu Dương Đức chết trong khách điếm, trên ngực còn bị đâm rất nhiều nhát, nghe nói là chết rất thảm. Tên Bạch Bằng đem thi thể của hắn khiêng về huyện nha, lập nên linh đường để người tới cúng điếu. Hoa cũ nương, nếu như là thật thì cô hãy nói cho ta biết là ai đã giết Âu Dương Thiên Sinh. Ta biết được là ai đã giết chết hắn, nhưng ta không nói cho người biết. Tại sao chứ? Vì ta muốn Diên Nguyệt Đao Pháp. Không thể được. Nếu như ngươi không đưa Diên Nguyệt Đao Pháp cho ta, ta cũng không cho ngươi biết hung thủ là ai. Thu Quang, sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Nếu ngươi vẫn không chịu đưa, sợ là ta không thể bảo vệ được mạng của ngươi. Nếu ta đã dám tới hành thích Bối Lạc thì ta đã không cần còn mạng để về. Hoa cũ nương, ta nói cho cô biết, ta chuẩn bị xong rồi. Cô cứ tự nhiên đi. Được rồi, ta quay về sẽ điều tra rõ ràng Âu Dương Đức có thật sự chết rồi hay không, rồi tới nói cho người biết. Tới chừng đó ta hy vọng người nghĩ thông suốt, đem đao pháp ra giao cho ta. Nếu không ta sẽ lấy mạng của người. Âu Dương Thiên Sinh chết rồi. Chết rồi sao? Không thể nào đâu. Võ công nghệ cao như vậy, lại rất thông minh, là người trí dũng song toàn, sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Ta không tin. Ta không tin đâu. Dương gia hạ lệnh đã yến tiệc 3 ngày trong phủ, các ngươi phải cẩn thận hành động. Dạ. Thật đáng hận mà. Hoàng công tử, không phải huynh rất ghét Âu Dương Đức sao? Giờ hắn chết rồi huynh phải vui mừng lên mới đúng chứ. Sao huynh lại bực tới mức như vậy hả? Đúng vậy. Quả thật ta ghét huynh ấy. Ta ghét huynh ấy 3 lần 4 lượt chọc ghẹo ta. Nhưng mà nếu xét công bằng, võ công và cơ trí của huynh ấy không hề ở dưới cơ ta. Mặc dù huynh ấy cổ quái, nhưng mà mỗi việc mà huynh ấy làm đều là chuyện anh hùng nên làm. Từ giờ về sau, ta thiếu mất một đối thủ ngang hàng với ta, đúng là làm người ta cảm thấy hối tiếc quá. Đáng hận nhất chính là tên hung thủ đó, sát hại Đường đại nhân, đã hại Đường đại nhân lại còn hại huynh nữa. Thật không ngờ Âu Dương tiên sinh lại không tránh được ám tiễn của hắn. Công tử, người nói như vậy lại làm tôi chợt nhớ ra là Hoàng công tử cũng từng nói võ công của Âu Dương tiên sinh không kém hơn huynh ấy. Vậy Bằng đại nhân, huynh ấy là văn nhân, nếu như Âu Dương tiên sinh đã cứu được Bằng đại nhân, vậy tại sao bản thân lại không thoát được chứ? Đúng vậy.
Nhưng mà chúng ta lúc nãy ở khách điếm cũng thấy Âu Dương tiên sinh. Huynh ấy chết rất thê thảm. Đúng vậy, đúng là thảm không nỡ nhìn. Nhìn bằng đại nhân đau lòng khóc như vậy, còn bạch cô nương tiểu sư muội của huynh ấy khóc tới chết đi sống lại, làm đệ thấy rất đau lòng. Đúng vậy, tôi thấy bọn họ khóc tới đứt từng đoạn ruột, tan nát tâm can, nước mắt như suối, làm người ta nhìn thấy thật là tan nát cõi lòng đó. Tới tôi cũng muốn khóc không thành tiếng mà. Được rồi, người diễn xong chưa? Người ta nói toàn là sự thật mà. Theo ta đèn sách được mấy năm, đã học người ta khua môi múa mép. Thật đúng là. Ôi trời ơi, công tử à. Phi Vũ, ta thấy đệ rất quan tâm bạch cô nương đó. Có phải là đã thích quấy rồi không? Đệ. Ừ. Đệ thích bạch cô nương. Đúng vậy, đệ coi bạch cô nương dáng vẻ xinh đẹp cũng rất xứng đôi với đệ đó. Không xứng. Tại sao lại không xứng chứ? Ê, trời ơi, tôi nói nha hoàng công tử, huynh thật sự không biết hay là bị mù rồi vậy? Công tử nhà của chúng tôi thì ngày ấy thì làm sao? Công tử nhà chúng tôi thì không có tùy tiện đi thích người bình thường được đâu. Huống hồ gì ở trong lòng của ngài ấy, ngài ấy sớm đã có ý trung nhân rồi. Tiểu Liên. Thật hả? Không tệ nha. Nè huynh đệ, người trong lòng đệ là ai vậy? Tao có biết không? Biết chứ. Không chỉ quen biết mà rất là thân nữa đó. Ngươi, cái chữ ta quen biết còn rất là thân sao? Có thể là ai được chứ? Thì là Thiên Bác. Huynh đừng nghe Tiểu Liên nói bậy bạ, cậu ấy chọc huynh thôi ha. Tiểu Liên, nếu ngươi còn dám nói bậy nữa, lần này ta thật sự không tha cho ngươi đâu. Không nói, không nói, không nói nữa. Hôm qua công tử, hồi nãy tôi chỉ đùa thôi ha. Mấy chuyện này sao có thể đem ra đùa được chứ? Nè, nhưng mà Phi Vũ, ta thực sự lo dùm cho đệ đó. Nhìn đệ là một nhân tài, học rộng tài cao, còn là nhân sĩ kinh thành, gia đình cũng rất giàu có. Nếu như đệ muốn tìm một người môn đăng hộ đối thì cũng tương đối khó tìm đó. Đệ còn trẻ như vậy, vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn đâu. Nè, nhưng còn Thiên Bá huynh thì khác. Đệ quen huynh lâu rồi, hình như vẫn chưa được gặp hồng nhan tri kỷ của huynh đó. Đâu ra hồng nhan tri kỷ chứ? Cha ta giao tư cục lớn như thế này cho ta, ngày nào cũng bận rộn tới tối mắt tối mũi như vậy, thời gian đâu nghĩ tới những chuyện đó. Được rồi, không nói nữa. Bàn đại nhân đã đem thi thể Âu Dương Đức chuyển về đây rồi, chúng ta cũng nên tới phúng điếu ngải đàng hoàng đi. Âu Dương tiên sinh, bản thân thay đại nhân khấu đầu trước ngài. Ngài trên trời có linh thiêng, phải phù hộ cho chúng tôi sớm tìm được hồng thủ cho ngài. Như sư cô nương, cô cũng đừng có khóc nữa, hãy nén bi thương lại. Đúng vậy, như sư cô nương, cô cũng đừng quá đau lòng. À đúng rồi, nhị sư huynh của cô Dương Hương Vũ đi đâu rồi hả? Chắc huynh ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nếu mà huynh ấy biết chắc chắn sẽ tới đây rồi.
Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Âu Dương Đức, nếu như huynh trên trời có linh thiêng thì hãy chứng giám cho ta. Ta nhất định chính tay bắt tên đó, báo thù cho huynh. Âu Dương tiên sinh, huynh nhất định phải phù hộ chúng tôi, sớm ngày tìm được hung thủ hại huynh. Đại nhân. Chuyện gì? Thành Đông phát hiện ra tung tích của Lý Tráng. Hả? Lý Tráng được lắm, đã lộ diện rồi. Đại nhân, bây giờ tôi đi bắt hắn về đây. Được. Thiên bá chờ đệ, để đi với huynh. Công tử, với võ công mèo quào của người thôi, ở nhà đi, để hoàng công tử đi một mình được rồi. Người để chỉ tổ ngán cho người ta. Cái tên này. Nè, phi vũ công tử, tên Lý Tráng độc ác vô cùng, đệ nên để thiên bá đi đi. Phúc quận dương tới. Hà quan Bành Bằng tham kiến Phúc quận dương gia. Miễn lễ. Bành Bằng, Âu Dương Đức thực sự đã chết rồi sao? Thật không ngờ tin tức của dương gia nhạy bén tới vậy. Buồn cười. Huyện Tam Hà này có bao nhiêu đâu. Trong huyện này tất cả từ chuyện lớn tới nhỏ, lại có chuyện bổn dương không biết hay sao? Nhưng mà bổn dương kính trọng Âu Dương Đức là quái hiệp anh hùng hảo hán ở trên giang hồ, cho nên bổn dương đem lòng mến mộ tài năng mà tới phúng viếng Âu Dương Đức. Dạ. Các người muốn làm gì vậy? Bổn dương muốn được nhìn mặt Âu Dương tiên sinh lần cuối, nhưng mà ta sợ dáng vẻ của Âu Dương tiên sinh không dễ coi, cho nên mới để hộ vệ nhìn Âu Dương tiên sinh trước, coi thử là có thể làm Âu Dương tiên sinh dễ coi hơn chút không. Đại sư huynh tôi chết hơi dọa người, Như Sương cũng không hề trang điểm lại cho huynh ấy. Không cần mọi người bận tâm đâu. Dương gia, người là quan thân quốc thích, thân phận vô cùng tôn quý, còn Âu Dương Đức chỉ là một thảo dân thường. Tôi thấy hay là thôi ngay đừng xem. Bổn dương ta đã nói rồi, ta kính phục hắn là một hảo hán, sao lại có thể không nhìn mặt chứ? Tránh ra. Không được. Khoan đã. Như Sương cô đừng, cứ để họ vào xem đi. Nhìn đủ chưa hả? Nhìn xong rồi thì xin mời đi. Cái chết của Âu Dương Đức thật sự thê thảm. Bành Bằng. Có Hà quan. Huyện Tam Hà này là nơi do người quản lý không phải sao? Bây giờ lại xảy ra vụ án giết người lớn như vậy, lại còn là vụ án liên hoàn, chức huyện quan của ngươi làm kiểu gì vậy? Hà quan biết tội, Hà quan nhất định sẽ nắm bắt thời gian, cấp tốc ngày đêm tìm ra hung thủ. Tới người được xưng là nhân sĩ giang hồ như Âu Dương Đức cũng bị giết chết thê thảm, người chỉ là một chức quan thất phẩm quèn thôi, bắt được hung thủ sao? Tuy là quan tước Hà quan nhỏ một thấp hèn, nhưng mà Hà quan luôn luôn tin rằng lưới trời lồng đồng, thưa mà khó thoát. Bổn quan tuyệt đối không để cho tiêu nhân gian ác thì phá hoại luật pháp nhà Thanh, cho nên bổn quan
nhất định sẽ bắt được hung thủ. Tốt, vậy bổn vương ta sẽ chờ tới ngày ngươi bắt được hung thủ. Bổn vương sẽ chóng mắt xem thử tên hung thủ đó mặt mũi như thế nào, mà lại có thể giết chết ngươi được xưng tụng quái hiệp Âu Dương Đức ở trên giang hồ. Đi. Là ý gì chứ? Cung tiễn Dương gia. Hắn đúng là ăn nói bậy bạ. Hắn không phải tới để tế bái Âu Dương tiên sinh, rõ ràng là tới coi Âu Dương tiên sinh rốt cuộc đã chết thật hay là chưa. Đúng. Tình Phúc quận Dương này thật là quá đáng mà. Đúng vậy, tôi cũng hoài nghi cái chết của Âu Dương tiên sinh liên quan tới hắn. Bành Hưng, không có chứng cứ không được nói bậy. Dạ. Trời ơi, Bành đại nhân, ngài cũng đừng có trách Bành Hưng nữa. Tới một trang giấy trắng tinh thuần khiết như tôi đây cũng nhìn ra được cái tên mặt mày bệ vệ này không phải loại tốt lành. Tôi thấy hôm nay hắn không phải tới phúng giếng gì hết, mà chỉ là con cáo tới chúc Tết gà, không hề có ý tốt. Nè, cứ để hắn qua đó đi. Nhưng còn Thiên Bá, lần này có thể bắt được Lý Tráng không đi? Lý Tráng, tên khốn nạn nhà ngươi lại dám bày ra cái bẫy độc ác như vậy để ám hại ta. Chạy đi, ta coi ngươi chạy đi đâu. Đi, đi Nguyễn Nga. Thiên Bá, Quỳnh bắt được hắn về rồi. Quỳnh lợi hại thật. Đại nhân, tôi còn nghĩ là hắn ta lợi hại lắm, không ngờ hắn cũng chẳng biết được mấy chiêu. Đại nhân, tôi không biết tại sao ngài lại muốn bắt tôi. Tôi cũng chưa từng làm chuyện xấu. Tôi là bị người ta vu oan mà. Câm miệng. Lý Tráng, chưa nói tới ngươi hoành hành ngang ngược ức hiếp bá tánh, bắt cóc bổn quan, đánh thương Bành Hưng. Ngày hôm nay bổn quan chỉ hỏi ngươi một chuyện duy nhất. Trước đây Âu Dương tiên sinh nhìn thấy người áo đen chạy vào phòng của ngươi, chuyện này ngươi giải thích sao đây? Tôi không biết gì hết. Tôi không biết người mà áo đen, càng không biết sao có người chạy vô phòng của tôi nữa. Còn cái chỗ đó lâu rồi tôi không có về ở. Bành đại nhân, mỗi câu tôi nói đều là sự thật mà. Hả, còn dám nói ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Còn dám sát hại mệnh quan triều đình, chỉ dựa vào chuyện này đã đáng chết mấy lần rồi. Đúng vậy, loại người này đáng lẽ phải giết sớm cho rồi. Lý Tráng, ngươi thành thật khai báo, rốt cuộc lai ở sau lưng chỉ thị ngươi làm những chuyện như vậy? Tôi không có. Lý Tráng, đại nhân kêu ngươi nói là cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội đó. Nếu như ngươi vẫn không chịu khai thành thật, coi chừng đầu của ngươi chuyển chỗ, hại cả nhà ngươi chết cùng đó. Chuyện này tôi không có giết người mà. Được rồi, trước linh đường của Âu Dương tiên sinh ta cũng không hỏi quá nhiều. Cứ đem tên Lý Tráng giam vào đại lao, hai ngày nữa thăng đường xử án. Bành Hưng, có áp dậy xuống dưới đi. Dạ. Đứng dậy đi. Đại nhân, tôi cảm thấy tên Lý Tráng này võ công bình thường, không hề giống với người giết chết được Âu Dương Đức đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa ta có một trực giác là chuyện lần này không đơn giản như vậy đâu. Hey, chuyện này đâu cần phải võ công cao cường. Không cần biết hắn dùng thứ gì để đánh lén hai người. Có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Đúng vậy, cho nên đối phó loại tiểu nhân này chúng ta nên chặt đứt tay của hắn, móc mắt của hắn ra, cắt luôn cái lưỡi của hắn. Được rồi, ta thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra khe hở thôi. Hôm nay mọi người cũng đã chất giả rồi, hay là cứ về nghỉ ngơi trước đi. Hey,
Đây đúng là ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Đối bóng nhìn thấy hồ điệp đó. Mấy ngày nay uống rượu nói chuyện, ta cảm thấy cứ là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà tại sao ngươi lại giết cả nhà ta chứ? Âu Dương Đức ta tuy là không câu nệ quá, nhưng mà làm người thì có một tông chỉ, đã làm chuyện gì thì đều thừa nhận. Xin cô nhất định phải tin tưởng ta. Âu Dương Đức, ngươi không thể chết được. Ngươi là kẻ thù giết hại cha ta, thù cả nhà của ta vẫn chưa báo được mà. Nếu ngươi chết thì cũng có thể chỉ chết trong tay ta. Âu Dương Đức, ta không cho ngươi chết. Âu Dương Đức, ngươi về đây.